Trần Anh vừa về tiếp tục quận mẫu siêu bắc siêu nhân anh em 2016 nha, 51 Sài Gòn 83751. Em này là gốc Sài Gòn luôn, em này là bản đủ nha, bản mâm đúc nguyên bản nè, hệ thống ABS nè, hai túi khí nè, nước sơn đẹp lắm, sơn si, nước sơn trắng. Mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng, chủ nhà tắm qua nước sơn rồi anh em. Nè, dàn mâm nè, mâm đúc nguyên bản của dòng siêu bắc siêu nhân, được cái đời cao. Mẫu này tích hợp xi nhan tiên cương chúa hầu luôn anh em, chủ nhà người ta lên là đẹp không? Đăng kiểm tháng 8 2025, 2016 đăng kiểm 1,5 năm, cùng đèn trước chủ nhà dán bóng mờ hết toàn bộ rồi. Anh em nào muốn nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu máy 1.2 nha, bản đủ nha. Anh em phải phân biệt bản đủ và bản thiếu nha, và bản chung nha. Dòng này nó có 3 bản nè, bản thiếu nè, bản chung nè, bản đủ nè. Được chưa anh em, bản chung là sẽ không có hệ thống ABS, còn bản đủ sẽ có tích hợp hai túi khí, mâm đúc nguyên bản theo xe, có tất cả các tính năng rồi anh chị nha. Nội thất đẹp lắm. Đây anh em. À, anh em thấy bộ ghế đẹp không? Bộ ghế của em Spark nè. Mới linh len keng luôn, vô lăng tích hợp là hai túi khí nè, bên phụ một túi bên tài nè. Đồng hồ đi được 80 mấy ngàn nè. Máy số em này chạy bao rin, hai túi khí nha anh em. Đó, đầu em đi 3 rin nguyên bản của dòng Spark siêu nhân nè. Từ cũ số nè, trang bị em này 5 cốc số sàn nha anh em. Máy móc êm lắm. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống gương chỉnh điện nè. Tappy nè. Tappy, tắp lô vân gai nè, keo chỉ rin hết toàn bộ nha anh em. Không cứng không lỗi nha. Đây Trần Anh quay cái này cho anh em coi nè. Nè, chốt ốc lục giác của em nó là không có dấu hiệu là va chạm nè. Cái thứ hai, tem nguyên bản năm sản xuất 2016 nè. Hàng đẹp lắm, dàn trần là dàn trần rin luôn, không dịch vụ nha anh em. Đó, anh em mà thích mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh ô tô. Giá em này cực kỳ là hợp lý. 2016 xe gia đình bản đủ không dịch vụ. 165 triệu mẫu này, được cho anh em. Anh em mua Trần Anh sẽ có bớt cho anh em. Dàn mâm nè. Bốn cái vỏ đâu đó còn lanh quanh còn được cái tầm 60% thôi. Cục máy êm lắm. Đây cục máy đang nổ nè. Máy 1.2 bản đủ luôn. Em này xài toàn bộ hệ thống kem trong. Nè anh em thấy kem trong không? Nhớt mới chủ nhà thay mới tinh. Em này máy số nguyên bản hết, chưa có làm. Hệ thống ABS chống bó cứng phanh nè, bản đủ với có cái này nè. Nước giải nhiệt nè, dầu trợ lực nè, nước xịt kiến nè, đi đôi cũng đèn rin nè. VC hết. Nè anh chị coi chất sơn rin nè. Chất sơn rin nè, ở trong nè, xương đầu nè, qua thời gian nó ố vàng nè. Còn ngoài người ta tắm qua nước sơn, anh chị thấy đẹp không? Anh chị thấy hai màu khác nhau không? Đó, sơn rin đó, anh em thấy không? Nắp capo người ta tắm lại luôn nè. Tắm lại, nói chung xe này tắm là nguyên con rồi. Nha anh em nha, tắm nó mới đẹp được. Chứ còn để cái nước sơn rin như vậy, bà con có coi được không ạ? À? Đúng không? Bốn máy nha, em này xài bốn máy nha. Chạy em này 5 lít rồi anh em ạ. À. 5 lít trên 100 km nha anh em nha. Nè, keo đầu của em nó còn nguyên si hết, sạch sẽ. Đó, gia đình thì anh em lấy mẫu này về anh em chạy. Nhớt mới chủ nhà thay mới hết toàn bộ cho anh em rồi, có hệ thống ABS luôn. Một tính năng của xe tiền tỷ đó là chức năng ABS để chống bó cứng phanh cho anh em á. Đăng kiểm dài tháng 8 2025 lận anh em. Đẹp không? Quá đẹp, quá xịn mịn. 165 triệu có bớt cho anh em nha. Anh em mua Trần Anh bớt cho 5 triệu. Ok chưa anh em? Hồ sơ Trần Anh sẽ bao rút luôn cho anh em. Bản đủ thì sẽ có 4 cánh chỉnh điện hết toàn bộ, hệ thống keo chỉ rin hết toàn bộ nha anh em. Đây là phần nỉ nè, tay nỉ. Tay nỉ còn nguyên si như thế này. Đây là phần cốp. Cốp xốp theo xe, vỏ đồi sơ cua đầy đủ tất cả các tính năng rồi. Bên Trần Anh mua bán xe cũ, mang lại những mẫu xe tốt nhất, ít tiền mà giá thành hợp lý để phục vụ cho bà con cô bác. Được chưa anh em? Không có bán xe ho leo sổ mũi cho bà con nha. Lấy lời đi tốt dùng đền. Mua bên Trần Anh thì Trần Anh có cái chế độ bảo hành cho anh em, bảo hành máy móc cho anh em chạy phà phè. Gầm nè, không có tí bụt bọ, anh chị thấy gầm không? Gầm khá đẹp nha. Đó, gầm của em nó là không có một tí mục mọt đâu anh em. Rồi anh chị nào quan tâm mẫu Spark siêu nhân 2016 này thì alo cho Trần Anh ô tô nha. Rồi Trần Anh khép lại chương trình tại đây này thôi. Trần Anh see you and goodbye.